Chúng ta bắt đầu học. Một bệnh nhân nữ 65 tuổi bị ung thư phổi, lung cancer and chest pain. Okay. The 65-year-old woman presented to the hospital with chest pain and dyspnea. 3 weeks earlier, treatment with nivolumab had been initiated for metastatic KRAS positive lung adenocarcinoma. Troponin T level, DDM level, and white cell count were elevated. Diagnostic tests were performed. Ở đây người ta chỉ tóm tắt cho chúng ta một cái bệnh án, và nếu muốn đọc chi tiết thì chúng ta phải bấm vô bên trong. Vì hôm nay chúng ta tập làm quen với những cái bệnh án ở Massachusetts Hospital. Do đó chúng ta chỉ học ngắn gọn của nó thôi, chúng ta không có đi sâu vào bên trong. Như vậy, đây là một người phụ nữ 65 tuổi vào bệnh viện vì đau ngực và khó thở. 3 tuần trước, bệnh nhân đã được điều trị bằng hóa liệu pháp chống ung thư. Đã được chẩn đoán chắc chắn đây là ung thư tuyến của phổi. Bệnh nhân cũng có làm thêm các cận lâm sàng là troponin T. Chúng ta biết rằng troponin T là một và troponin Y là có giá trị trong trường hợp nhồi máu cơ tim. Ở đây người ta làm thêm để loại trừ nhồi máu cơ tim. DDM là một cận lâm sàng quan trọng để chẩn đoán thuyên tắc phổi. Vì bệnh nhân có đau ngực cho nên ở đây bệnh nhân đã được làm để loại trừ có thuyên tắc phổi hay không. Và bệnh nhân có thử công thức máu, đương nhiên là có nhiều cái cận lâm sàng khác đã được làm đầy đủ để hướng đến một cái chương trình chẩn đoán điều trị và phòng ngừa hết tất cả tai biến và biến chứng cho bệnh nhân. Hồi nãy thầy có nói là khi chúng ta học bắt đầu nhập môn vào cái phần học làm bệnh án thì các bạn phải phân biệt được case record and clerkship. Như vậy rõ ràng, và hồi nãy ta phân biệt rất là rõ các cái option and choice cũng như là accident and complication. Do đó các bạn sẽ thấy được rằng ở bệnh nhân này các cái bác sĩ ở Massachusetts đã làm rất là kỹ để người ta dự phòng tránh hết tất cả các tai biến cũng như là biến chứng accident and complication ở bệnh nhân này. Vì hồi nãy như đã nói, accident một khi đã xảy ra thì người bác sĩ đó có lỗi, dù là lỗi nhận định hay lỗi kỹ thuật thì đều bị kết lỗi. Cho nên người ta rất là cố gắng làm đầy đủ các cận lâm sàng để cố gắng đừng bị các cái accident trong lúc chẩn đoán cũng như là điều trị cũng như là dự phòng cho bệnh nhân. Như vậy, ở đây chúng ta chỉ học ngắn gọn thôi để cho thấy rằng nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm tới cái ung thư phổi và chúng ta chỉ làm những cái cận lâm sàng liên quan tới ung thư phổi mà không loại trừ cho bệnh nhân đó có nhồi máu cơ tim, rồi tới lúc bệnh nhân lăn ra nhồi máu cơ tim chết thì lúc đó chúng ta sẽ thấy vấn đề pháp lý sẽ khó khăn. Vì thế cho nên trong trường hợp này người ta đã được làm troponin, cũng như người ta cũng sợ rằng bệnh nhân lăn đùng cái chết vì thuyên tắc phổi cho nên người ta phải làm DDM để loại trừ. Như vậy đây là một cái kiểu học mà các bạn nên suy nghĩ. Tuy nhiên ở nước chúng ta, nếu chúng ta làm như vậy có thể sẽ bị than phiền rằng các bác sĩ cố gắng cho nhiều cận lâm sàng để móc túi bệnh nhân, để bệnh nhân phải trả rất nhiều tiền cận lâm sàng. Cho nên chúng ta cần phải hệ thống hóa lại các cái cận lâm sàng nào được làm và không được làm, cũng như chúng ta phải cân nhắc cái vấn đề về accident and complication để bảo vệ người bác sĩ mỗi khi có tai nạn rất là phiền phức khi chúng ta phải đối diện với pháp lý và tòa án. Rồi cái tiếp chúng ta đi học tới một cái bệnh án kế tiếp, đó là một cái 14 month old boy with vomiting. Đây là một cái em bé trai 14 tháng tuổi và bị ói. Em bé này đã được đánh giá ở cái khoa tiêu hóa của Bệnh viện Nhi Đồng do ói, có nghĩa là em này đã đi vào và nhập viện ở cái khoa nội tiêu hóa Nhi Đồng. Beginning of 20 days of age, từ lúc mới sinh ra cho tới 26 ngày tuổi thì em bé đã có những cái đợt nôn. Cái từ episode này là gốc của tiếng Pháp và hiện nay bên tiếng Anh xài rất là nhiều. Người ta nói đến những cái đợt khi một ngày mà xảy ra 2-3-4 lần như vậy, sáng rồi ói, rồi 2-3 giờ chiều lại ói, rồi 9-10 giờ đêm lại ói, thì ta nói trong ngày đó bệnh nhân có 4-3 cái episodes of emesis. Thì các bạn thấy là ở đây người ta nói đến những cái frequent episodes of emesis. Thì thầy vừa giải thích thêm cái từ episodes để khi mà chúng ta đọc sách gặp chúng ta hiểu chính xác. Trong tiếng Anh khi đọc sách chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái từ tiếng Pháp nó xuất hiện, do đó chúng ta phải chịu khó tra từ điển, tại vì cái từ gốc của nó có thể ít nhiều thay đổi khi nó đã chuyển thành tiếng Anh hoặc tiếng Anh vay mượn của nó.
Thì ở đây tôi thấy là ba mẹ của em bé đã nói rằng có khi em bé đã ói thì trong cái thức ói đó có cả máu. He had difficulty gaining weight, có nghĩa là em bé nó cứ ốm tòng teo hoài mà không có lên cân được. But was otherwise healthy, nhưng mà về sức khỏe thì ok. Có nghĩa là về trọng lượng thì thiếu, nhưng mà về cái tính năng động hay là cái tính đánh giá về phát triển tâm thần vận động, ok. Và cái chẩn đoán thì đang được tiếp tục thực hiện. Như vậy, ở đây người ta chỉ nói cho chúng ta một cách ngắn gọn là một cái em bé 14 tháng mà từ lúc mới sanh chưa đầy tháng là em bé đã có nôn thường xuyên và thỉnh thoảng có nôn ra máu rồi. Và bây giờ được 14 tháng rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán được vì sao em bé cứ nôn hoài như vậy. Một cái bệnh án kế tiếp nữa mà chúng ta sẽ học đó là a case 28 năm 2019. Có nghĩa là thầy trò chúng ta cập nhật rất là những cái bệnh án rất là mới, rất là sớm. Một cái người phụ nữ 22 tuổi bị khó thở và bị đau ngực. 20-year-old woman with congenital heart disease. Các bạn biết rằng bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh, lớp mình chưa học bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên thầy chỉ nhắc các em, chỉ nhớ giùm cho thầy, khi nói tới tim bẩm sinh thì các em chỉ nhớ một từ thôi, sang manger. Có nghĩa là ở trình độ của lớp mình hiện nay mới là Y2, cho nên nói tới bệnh tim bẩm sinh chúng ta chỉ nhớ cái từ sang manger. Có nghĩa là nếu như một bệnh nhân sinh ra đã có bệnh tim bẩm sinh nhưng mà không có bị tím thì ta nói rằng vẫn chưa có cái dấu hiệu cái thuộc về cái nhóm SMG. Tuy nhiên khi bệnh nhân có tím, có nghĩa là bắt đầu có dấu hiệu của suy tim trái thì có cái sinh đảo ngược, thì lúc này ta gọi là bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh có tím, hay còn gọi là phức hợp SMG. Như vậy trong cái bệnh tim bẩm sinh sẽ có hai nhóm, có tím và không có tím, tùy theo nó mà ta sẽ học cho nó ngắn gọn dễ học. Chúng ta đừng có đeo theo nó rất là chi tiết vì đây là một chuyên khoa rất là sâu của khoa nhi. Rồi, tao hãy quay trở lại bài. Thì cái cô này là 22 tuổi rồi nhưng mà cô ta bị một cái bệnh tim bẩm sinh. Ở đây bệnh án không nói cho mình biết là nó như thế nào. Chúng ta đi tiếp xem nó làm sao. Và bệnh nhân có cái John Laxity presented carpal cause of chest pain. Bệnh nhân nhập viện với cái đau ngực, ho và khó thở. Từ lúc 2 tháng tuổi thì bệnh nhân đã có bị viêm các cái tiểu phế quản. Tới 24 tháng tuổi thì bệnh nhân đã có một cái cắt bỏ thì phổi phải vì cái khí phế thủng của cái thùy phổi phải bẩm sinh. Như vậy ta thấy ở mới có 24 tháng thôi, tức là mới có 2 tuổi mà em bé này đã bị cắt bỏ cái thùy phổi phải. Hãy ôn lại một chút về anatomy của cái phổi cho chúng ta nhớ. Về anatomy của cái phổi thì chúng ta nhớ dùng bên phổi phải, chúng ta sẽ có ba thùy bên phải. Phổi phải có ba thùy. Các bạn nhìn vô hình các bạn sẽ thấy thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Thùy trên có ba hạ phân thùy là 1, 2, 3. Thùy giữa có hai hạ phân thùy là 4, 5. Và thùy dưới có 5 hạ phân thùy là 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy là trên lâm sàng người ta chỉ nhớ có ba thùy phổi, ba cái thùy bên phải, và em bé này đã bị cắt cái thùy trên bên phổi phải. Khi các bạn đi học ở nước ngoài thì người ta nói rằng cắt thùy dưới bên phổi phải là rất dễ, rất đơn giản. Tuy nhiên cắt thùy trên bên phổi phải thì rất là khó, phức tạp. Trong trường hợp này thì bệnh nhân này đã được giữ lại thùy phổi giữa và thùy dưới nhưng mà lại cắt bỏ thùy phải, cho nên đây là một kỹ thuật mổ rất là khó. Ta chỉ học qua như vậy thôi. Ta mới vừa ôn lại cái anatomy của cái phổi. Anatomy của phổi thì không khó học lắm. So với anatomy của gan thì anatomy của phổi dễ học hơn. Ta đi tiếp làm quen với một cái bệnh án nữa. Hôm nay ta làm quen thôi. Khá nhiều bệnh án. Đầu tiên chúng ta làm quen cái bệnh án đầu tiên đó là một bà cụ 65 tuổi. Cái 65 tuổi thì chưa phải là cụ. Vì 65 tới 75 thì Mỹ nó xếp vào là elder, trên 75 mới là old. Cho nên ở đây ta gọi là elder của mình thôi. Đau ngực, khó thở và ung thư phổi. Cái thứ hai thì là một em bé ói.
ỏi. Cái thứ ba thì chúng ta nói tới một cái phụ nữ 22 tuổi nhưng đã bị cắt thì phổi phải khi 2 tuổi và đã bị tim bẩm sinh nhưng mà không biết có tím hay không có tím, ta không biết. Cái thứ tư chúng ta học, đây là một em bé gái 16 tuổi bị chấn thương đầu trong khi đua thuyền buồm. Tức là lúc đua thuyền buồm thì em này bị chấn thương đầu. A 16-year-old girl was seen in sports concussion. Concussion là một cái đụng dập của đầu, do nhức đầu, chóng mặt và có vấn đề về cân bằng, tức là đi lảo đảo đó. Balance problems, chúng ta dịch sang tiếng Việt là đi lảo đảo. Fatigue là một từ mượn từ tiếng Pháp qua, có nghĩa là fatigue. Có một bạn nào đó ồn mà thầy không thấy cái micro ở đâu, đề nghị các bạn nó không được ồn vậy nữa. Em bé này bị mệt mỏi, từ này xuất phát từ tiếng Pháp là fatigue, chuyển qua tiếng Anh thì người ta xài nó với nghĩa là fatigue, mệt mỏi. Irritability, rất là phấn kích, có nghĩa là rất dễ là cáu kỉnh, là gắt gỏng, là bực bội, là quạo quọ, là la hét và khó ngủ cũng như là không có tập trung được sau khi cô ấy bị chấn thương đầu sau một cái cuộc đua thuyền buồm. Chẩn đoán và theo dõi thì người ta vẫn còn đang tiến hành, vẫn chưa có một cái thái độ quyết định cuối cùng là khi nào thì em bé đã xuất viện và sẽ xuất viện như thế nào. Do đó ở đây chúng ta thấy cái thuật ngữ mà người ta dẫn cho mình sử dụng ở đây là từ management. Trong tiếng Anh management rất khó mà dịch, vì đó là theo dõi, điều trị, rồi dự phòng, hẹn tái khám, ui còn lịch tái khám rất là phức tạp. Chúng ta tới một trường hợp nữa, đó là case 26, cũng năm 2019. Bệnh án này được làm từ những ngày 22 tháng 8 năm 2019 và được trình lên trên mạng ngày... Thì chúng ta thấy rằng đây là một người phụ nữ 27 tuổi bị sử dụng cái opioid đó, và có cái ý định là tự tử. Chúng ta biết rằng đối với nước Mỹ hiện nay thì cái opioid là một vấn đề rất là lớn. Và tất cả những nguy cơ mà hồi trước giờ ta nói tới opioid sẽ đến từ Colombia, Nam Mỹ hay đến từ Myanmar, thì được ra hoặc qua trung chuyển Hà Lan rồi sau đó qua Mỹ, thì tất cả những cái mối nguy cơ này hiện nay thấp hơn nhiều so với cái fentanyl mà đã được Trung Quốc đang sản xuất với số liệu là tấn khắp nơi trên thế giới, và nó sẽ tuồn vào Việt Nam rất là lớn, Sài Gòn hôm nay, và cũng đang tuồn vào nước Mỹ rất là lớn hiện nay cái fentanyl mà các bạn nên làm quen. Cho nên khi hiện nay nghe nói tới opioid thì trong đầu của các bạn phải phản xạ ngay tới fentanyl, là chứ đừng có nhớ tới heroin nữa. Heroin là chuyện xưa rồi. Do đó các bạn nên, sau khi bài giảng này thì các bạn nên vô Google và tìm đọc thêm về fentanyl. Đây là một nguy cơ cho toàn nhân loại hiện nay mà nguồn gốc đến chủ yếu từ Trung Quốc, bởi vì nó được tổng hợp trong các cái phòng labo rất là đơn giản, rất dễ làm. Và rồi ta học tiếp. Chúng ta đang đứng trước một cái cô này là lạm dụng, sử dụng opioid, tức là rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá, ma túy nói chung, và có ý định tự tử. Một bệnh nhân nữ 27 tuổi vô gia cư đã được đánh giá ở cái bệnh viện do có ý định tự tử. 3 weeks before admission, trước khi nhập viện 3 tuần, she began to use intranasal heroin daily. Mỗi một ngày thì bệnh nhân hít heroin vô ngã mũi. Khi cô ta nhập viện thì cái đau xuất hiện khi cô ta bị trật khớp ở cùi chỏ bên phải và cùi chỏ bên trái. Bệnh nhân này bị trật khớp hết cả hai cái khuỷu và bệnh viện phải quản lý chặt chẽ cô ta. Chúng ta tới một ca nữa. Đây là 41-year-old pregnant woman, một người phụ nữ đang có thai 41 tuổi vì bị đau bụng. Chúng ta thấy mới đọc xong cái là chúng ta thấy quá ư là phức tạp.
Tuy nhiên chúng ta chưa có theo dõi được coi cái thai bao nhiêu tuần, thành ra chúng ta phải coi tiếp coi bao nhiêu tuần mới biết được mức độ phức tạp của nó. Một phụ nữ có thai 41 tuổi, cô ta nhập viện vào cả thai kỳ thứ 36, 3 ngày. Như vậy ta thấy rằng sau 28 tuần là em bé đã có thể nuôi được, và 38 tuần chỉ gán thêm 2 cho tới 4 tuần nữa là em bé sinh ra sẽ rất là đẹp. Như vậy bệnh nhân đã có ra bụng, và cái đau nó nằm ở hố chồng bên phải, và cái đau đó thì chỉ có một điểm và nó cứ cố định ở đó, không có hướng lan. Như vậy cái điểm đau này rất là rõ và cố định. Như vậy trong trường hợp này chẩn đoán người ta cần phải loại trừ viêm ruột thừa. Chúng ta biết được rằng viêm ruột thừa trên thai nghén là một vấn đề cũng khó xử, đòi hỏi phải làm nhiều cận lâm sàng quan trọng. Trong thời điểm này thì chúng ta thấy rằng chụp CT hay chụp MRI cũng đều được hết, cho nên nó không nguy hiểm đối với em bé cái thai 36 tuần nữa. Và thậm chí viêm ruột thừa hiện nay nếu nằm trong nhóm catarrho, người ta có thể mạnh dạn điều trị và theo dõi sát bằng hình ảnh học cao cấp. Như vậy trong trường hợp này ta không biết tác giả sẽ hướng dẫn chúng ta đi tới đâu. Chúng ta men theo thử một cái cả. Chúng ta quyết định lăn vô luôn. Và thầy nghĩ rằng lăn vô cái bệnh án này nữa thì chúng ta đã quá bội thực đêm nay. Có nghĩa là đêm nay chúng ta học được rất là nhiều. Tuy nhiên chút xíu thầy sẽ ôn lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu lăn vô bệnh án. Không được, thầy cho chúng ta mỗi một tháng chỉ lấy được ba cái bệnh án miễn phí mà thôi. Thử xem chúng ta có lấy được không. Ok, ta sẽ thiết lập cái account. Ok. Ở đây người ta hỏi mình là bác sĩ gì? Chết mồ, bấm nhầm một cái nó ra. Ok, chúng ta đã có được cái bệnh án đầy đủ. Check lại email xem họ có gửi cái gì vô đó không. Ok, họ đã gửi cho mình đây. Các bạn thấy không? Rất là nhanh.
Rồi chúng ta tiếp tục học tiếp. Thôi hôm nay chúng ta lăn vô nhiêu đây được rồi. Các bạn đã thấy cách thức làm việc rồi. Bây giờ chúng ta trở lại và chúng ta trở ra để học tiếp tục. Chúng ta nhớ rằng chương trình này nó chỉ cho phép chúng ta có 40 phút. Do đó chúng ta lãng phí thời gian thì chúng ta sẽ không học được nhiều. Chúng ta đã qua được cái ca em cái cô gái 27 tuổi hít heroin qua ngã mũi, có ý định tự tử và bị trật khớp cả hai khuỷu tay. Các bạn học từ trật khớp đây, dislocation of both right and left elbows. Trật khớp. Một người phụ nữ 41 tuổi có thai thì chúng ta đang chẩn đoán để loại trừ các cái bệnh lý của dị vật thừa. Ngoài ra chúng ta cần phải chẩn đoán coi em bé đó có khỏe hay không, bla 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 bla. Ở đây ta chưa có gì hết. Giờ ta học tiếp tới một trường hợp nữa, đó là một người phụ nữ 39 tuổi bị hồi hộp. Khi các bạn gặp từ palpitation, các bạn nhớ dùm cho thầy đó là palpitation sẽ chia làm hai trường hợp. Palpitation có nguyên nhân thực thể và không có nguyên nhân thực thể. Nếu palpitation có nguyên nhân ở tim và không có nguyên nhân ở tim, mỗi cái người ta chia ra 50-50%. Ví dụ ta đang làm những cái chuyện gì đó mờ ám thì ta cũng bị palpitation, hồi hộp chống ngực. Ví dụ như ăn trộm cái gì đó hoặc sợ ai đó bắt gặp mình làm cái gì đó. Ngược lại có những người bị bệnh tim hoặc là những cái nhịp nhanh trên thất kịch phát, hoặc là những người bị bệnh lý cường giáp, hoặc là những người bị bệnh lý rối loạn dẫn truyền của tim đều có cái triệu chứng của palpitation. Như vậy khi gặp từ palpitation, các bạn chỉ nhớ tiếng Việt của nó là hồi hộp chống ngực, và gặp 50% là có bệnh tim thực thể và 50% là không có bệnh tim thực thể mà có những cái bệnh lý ở nơi khác, có thể là những cái bệnh lý tâm lý, có thậm chí là tâm thần hoặc những cái bệnh lý khác. Abdominal pain, đồng thời bệnh nhân có đau bụng và có ói. Một người bị phụ nữ 39 tuổi with cyclic vomiting syndrome, hội chứng nôn có chu kỳ, polysubstance use disorder và uống thuốc tùm lum. Polysubstance use disorder đây là rối loạn nhân cách trong cái việc là sử dụng đủ loại các hóa chất khác. Bệnh nhân vào nhập cấp cứu với một cái tình trạng là đau bụng, ói và có những cái hành vi ứng xử rất là không có chuẩn mực. Supraventricular tachycardia, ta gọi là nhịp nhanh trên thất. Nhịp nhanh trên thất thì khi gặp cái từ nhịp nhanh trên thất thì các bạn nhớ cho thầy một cái mốc, đó là người ta dựa vào cái thời gian của cái QRS. Thông thường người ta cứ tính QRS là nhỏ thì người ta gọi nó là nhịp nhanh. Thông thường nhỏ là bao nhiêu? Người ta cứ ghi mình là 0.12 giây, nhưng thực tế là các bạn cần coi thêm các cái tiêu chuẩn của nhịp nhanh. Chút xíu thầy sẽ gửi thêm các cái tiêu chuẩn của nhịp nhanh trên thất vào trong cái trang này của chúng ta. Okay. Ta thấy nó đã báo với mình là sắp hết giờ. Ta quay trở lại với tất cả những cái gì chúng ta đã học nãy giờ. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt và thầy sẽ đưa nó lên trên cái trang chủ của lớp mình. Thầy tạm thời ngưng không live stream đây nữa và chúng ta bắt đầu làm việc quay trở lại trên cái trang chủ của mình thôi, không live stream.